Chào mọi người, hôm nay á, mình sẽ học danh từ hóa động từ tính từ với ba ngữ pháp đó là ki, ninh, cọt và miêm Giờ mình cùng hiểu danh từ hóa là gì. Danh từ hóa là dùng ngữ pháp để chuyển từ động từ tính từ thành một danh từ. Thì mình có ngữ pháp động từ tính từ ki và động từ tính từ in, ninh, cọt hoặc là động từ tính từ miêm Giờ mình đi sâu vào động từ tính từ Cộng ki thì sẽ biến thành danh từ Thì mình có động từ cung bu ha tà Khi mà mình biến đổi từ cung bu ha tà Sang một danh từ Thì mình chỉ cần bỏ chữ tà Và mình thêm chữ ki Thì cái từ học đó sẽ biến thành việc học Tiếp theo thì mình có từ hạnh phúc ha tà Cũng tương tự như phía trên Mình chỉ cần bỏ chữ tà Thêm chữ ki Thì nó sẽ biến thành sự hạnh phúc Hoặc là cái việc mà hạnh phúc trong cái câu này nè, hangu ko gongbu rồi Thì trong cái câu này, cái động từ khi mà biến thành danh từ, nó có thể đóng vai trò là chủ ngữ hoặc một cái tân ngữ để bổ trợ cho cái động từ hoặc tính từ phía sau. Tiếp theo mình có ví dụ nè, cheongso haki rồi Thì mình có rồi là một tính từ, cheongso tà vốn dĩ là động từ. Thì nếu mà muốn biến đổi thì mình sẽ biến đổi cái cheongso tà là cái việc dọn dẹp thì tôi không thích, động từ tính từ. Ki thì nó sẽ có những trường hợp đó là biểu thị hành động chưa hoàn thành đó là chưa kết thúc thứ hai là dùng với các câu thành ngữ thứ ba là thường đi kèm với tính từ cảm xúc ví dụ như là chua ha ta thì là chua ha ki hoặc là động từ chỉ hành động ka ta thì sẽ thành ka ki là cái việc đi mình sẽ có ngữ pháp cố định nè ki chutta là cái việc mà tốt hoặc là kibarata là mong muốn điều gì đó hoặc là kirohata là khi mình quyết định cái gì đó thì mình có hai ví dụ là hengbuk hakiri <laughs> là tôi hy vọng bạn sống một cách hạnh phúc hoặc là hanure pertaki <laughs> là hái sao trên trời cái thứ hai thì mình sẽ có động từ ninh cọt sẽ biến thành danh từ hoặc là tính từ ninh in cọt cũng biến thành danh từ thì bây giờ tiếp theo mình sẽ đi vào trường hợp của động từ ninh cọt trước nè thì cũng tương tự như các kỳ hồi nãy mình chỉ cần bỏ chữ tà đi và mình thêm chữ ninh cọt phía sau cho động từ thích thì mình sẽ biến nó thành cái việc mà thích tiếp theo nè mình sẽ có câu là ờ cái việc mà bạn thích thì là gì mình có thể dịch cái ninh cọt này thành là cái việc mà cho dễ hiểu nha thì là chúa hai <laughs> ninh cọt si hoặc là khi mà nó đi với tính từ in ninh cọp thì nó cũng biến thành danh từ giống như cái hồi nãy thì mình sẽ xem lại dẹp bư tà không có bạch chim đúng không? Thì mình sẽ thêm in cọp thành dẹp pin cọp thì cái tiếp theo mình sẽ có chụp tà cũng tương tự như vậy mình sẽ bỏ chữ tà thêm in cọp sẽ thành chủ in cọp là cái việc mà tốt ở đây mình có một lưu ý nhỏ khi mà đi với ita và opta Thì như đã biết ita, opta sau đó lúc nào mình cũng sẽ bắt buộc phải thêm chữ ninh Thì chê mi ita thì mình vẫn sẽ là mặc dù nó là tính từ Nhưng mà có chữ ita nè Thì mình sẽ là chê mi in -nin. Tương tự như vậy chê mi opta Thì bắt buộc khi mà mình thấy chữ này là có chữ opta Thì mình sẽ là chê mi ổn ninh như là hai cái ngữ pháp hồi nãy mà mình đã giảng á Thì nó có nghĩa giống nhau Mình có thể sử dụng để thay thế khi nào cũng được Tiếp theo, một cái mà mình ít gặp nhất đó là Động từ tính từ miêm Thì mình sẽ có từ cung này nè Cái từ này mình rất là hay thường gặp Từ nguyên bản của nó là từ cu tà Khi người ta thêm chữ cung, bỏ chữ tà đi Thì cái cu tà này sẽ biến thành cung Nó có nghĩa là giấc mơ Tiếp nặng, ọc tà thì tương tự như cái trên mình sẽ bỏ chữ tà thêm ưng sẽ thành ọp xưng cái việc gì đó không có thường á cái động từ tính từ mi ưng này á mình sẽ chỉ dùng cho tin tức hướng dẫn hoặc là dùng trong văn thơ mà thôi bình thường mình sẽ ít dùng ở bên ngoài trừ những từ hồi nãy giống như là cung ọc sum hoặc là chung chu tà gì đấy hoặc là cái từ này thì mình còn có thể dùng với quá khứ hoặc là có thể mình sẽ dùng với tương lai hoặc là để chỉ cái gì đó phỏng đáng giống như đi cùng với ngữ pháp kết tương tự như vậy á nhìn cái này các bạn sẽ thấy ở uh, mục tiêu đề báo khi mà kết thúc một cái câu nào đấy thay vì thêm chữ tà đằng sau thì người hàng sẽ thêm chữ m để chấm dứt một cái gì đấy chấm dứt một câu Mọi người đã hiểu rõ hơn về ngữ pháp này chưa nè? Chào các bạn, mình là Dương của Tiếng Hàn Lát Academy. Hẹn gặp các bạn trong những tiết học tiếp theo nha!